Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố lần đầu tiên Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương PII năm 2023. Theo đó, tỉnh Hưng Yên xếp thứ 18 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo. Với 42,52 điểm, trong đó điểm đầu vào đổi mới sáng tạo đạt 41,02 điểm. Điểm đầu ra đổi mới sáng tạo là 44,02. Tỉnh Hưng Yên đứng thứ 18 trên 63 tỉnh thành về chỉ số đổi mới sáng tạo. PII năm 2023 gồm 52 chỉ số, chia làm 7 trụ cột, bao gồm 5 trụ cột đầu vào là thể chế, vốn con người và nghiên cứu phát triển, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường và trình độ phát triển của doanh nghiệp. 2 trụ cột đầu ra gồm sản phẩm, tri thức sáng tạo và công nghệ và tác động. PII là bộ công cụ có cơ sở khoa học và thực tiễn cho các cấp chính quyền đưa ra các chính sách, cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngày 12 tháng 3, tại huyện Khoái Châu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức lễ hội Xuân Hồng với chủ đề Hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc. Chương trình thu hút gần 1.500 cán bộ công chức viên chức tình nguyện viên và nhân dân trên địa bàn huyện Khoái Châu tham gia. Sau một ngày diễn ra lễ hội Xuân Hồng, ban tổ chức đã thu được hơn 900 đơn vị máu. Lễ hội Xuân Hồng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 và năm 2010 được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động trên toàn quốc. Trên địa bàn tỉnh, hàng năm lễ hội Xuân Hồng đã trở thành nét đẹp đầu xuân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, khơi dậy hàng nghìn tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, giúp cung cấp lượng máu an toàn, hiệu quả, phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị. Với mong muốn xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã huy động trên 1 tỷ đồng xây dựng thư viện cộng đồng với gần 1.000 đầu sách ở đa dạng các lĩnh vực. Năm 2023, thôn Tiên Cầu huy động trên 3 tỷ đồng từ người dân, con em xa quê để hoàn thiện công trình nhà sinh hoạt cộng đồng. Sau khi hoàn thiện, thôn dành riêng một khu vực để xây dựng thư viện cộng đồng và tiếp tục huy động xã hội hóa với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Không gian thư viện rộng rãi với cơ sở vật chất hiện đại như bàn đọc, máy tính, điều hòa, giá sách cùng gần 1.000 cuốn sách. Ngoài các thể loại sách về khoa học tự nhiên, xã hội, công nghệ, sách thiếu nhi, thư viện còn có nhiều đầu sách về lịch sử, văn hóa địa phương, điên giám, cẩm nang. Thư viện cộng đồng ở Tiên Cầu đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc tại khu dân cư, góp phần hoàn thiện và nâng cao tiêu chí văn hóa, giáo dục tại địa phương. Để chủ động tăng cường trong công tác phòng chống dịch bệnh dại, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh lây lan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan triển khai một số nội dung sau. Theo đó, các cơ quan đơn vị, sở ban ngành liên quan cần triển khai thực hiện hiệu quả các quyết định, các văn bản, các kế hoạch của các cấp, bố trí kinh phí, nhân lực, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh dại xảy ra, thường xuyên kiện toàn và củng cố mạng lưới thú y cơ sở, đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có một nhân viên thú y, tăng cường công tác tuyên truyền về quy định quản lý đàn chó mèo, tính chất nguy hiểm của bệnh dại, dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại, các biện pháp phòng chống bệnh dại. Các hộ nuôi chó cần cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo đăng ký và nuôi nhốt chó mèo, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y. Ngày 13 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức xét xử tại phiên tòa sơ thẩm vụ việc người bố cầm dao với ý định giết con ruột xảy ra tại huyện Khoái Châu hồi tháng 9 năm ngoái. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, bị cáo Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, thường trú tại xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, do bị anh Nguyễn Văn Luân, sinh năm 1992, là con trai của bị cáo chửi, dẫn đến việc hai bố con đấm đá lẫn nhau. Sau đó, bị cáo Lâm dùng dao đâm anh Luân hai nhát vào mặt. Sau đó, bị cáo Lâm bỏ đi khoảng 5-6 mét, quay lại thấy anh Luân chưa chết, nên Lâm quay lại dùng dao chém liên tiếp 3 nhát vào vùng mặt của anh Luân. Hậu quả anh Luân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 85%. Việc người con không chết được nhận định là ngoài ý thức chủ quan của người bố. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Lâm 12 năm 6 tháng tù. Chuyển sang phần tin trong nước, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, đề nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường sắt. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, chỉ đạo đôn đốc các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt, ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt theo kế hoạch lộ trình được phê duyệt. Trong thời gian chờ xóa bỏ, bố trí nhân lực cảnh giới tại các lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, phối hợp với ngành đường sắt tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân lực cảnh giới, trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cảnh giới theo quy định.
Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Việt Nam nằm trong top 3 nền kinh tế đang phát triển trên thế giới, xuất khẩu hàng hóa sáng tạo hàng đầu với 14.153 triệu đô la Mỹ. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, các ngành kinh tế sáng tạo gồm có thủ công mỹ nghệ, thời trang và thiết kế, nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo hình, phim và truyền thông, công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm. Trong đó, nhân tố hỗ trợ kinh tế sáng tạo tại Việt Nam là dân số trẻ hiểu biết về công nghệ, chính sách tạo thuận lợi của nhà nước, di sản văn hóa phong phú, quá trình số hóa diễn ra nhanh chóng và tăng cường hội nhập với kinh tế toàn cầu. Ngày 14 tháng 3 là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 80/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Trên thị trường thế giới sáng ngày 13 tháng 3, giá dầu thô Brent đạt 82,31 đô la Mỹ một thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas đạt 77,94 đô la Mỹ một thùng. Tại thị trường trong nước, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định, căn cứ vào chiết khấu cũng như biến động trên thị trường thế giới, xăng có thể giữ giá hoặc tăng chưa đến 100 đồng một lít, còn dầu giảm giá từ 100 đồng đến 200 đồng một lít một kg. Chuyển sang phần tin quốc tế, không ngoài dự đoán, sau khi giành chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ tại một số bang vào tối qua theo giờ địa phương, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên Tổng thống năm 2024 của Đảng Dân Chủ. Theo các kết quả sơ bộ, Tổng thống Biden đã giành chiến thắng với cách biệt tại bang Georgia với hơn 95% tỷ lệ ủng hộ, đồng thời chiến thắng dễ dàng tại bang Mississippi khi ông là ứng cử viên duy nhất tại bang này. Dù bang Washington chưa có kết quả, song với hai chiến thắng tại Georgia và Mississippi, ông Biden đã giành được hơn 2.000 phiếu đại biểu, vượt qua con số 1.986 phiếu cần thiết để nhận được đề cử của Đảng Dân Chủ. Còn trong cuộc đua Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đã giành được 1.228 phiếu đại biểu sau khi giành được chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Một ứng viên Cộng Hòa muốn nhận được đề cử của Đảng cần giành được ít nhất 1.215 phiếu đại biểu. Như vậy, đây sẽ là lần thứ ba ông Trump nhận được đề cử để trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống. Lần đầu tiên vào năm 2016, lần thứ hai vào năm 2020. Hôm 12 tháng 3, Tổ chức Bảo tồn Phi Chính phủ mang tên African Parks cho biết đang nuôi giữ 2.000 cá thể tê giác trắng để chuẩn bị cho việc thả về tự nhiên. Kế hoạch nằm trong dự án nhằm tăng số lượng tê giác trắng trong tự nhiên, vốn đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn trộm. African Parks hy vọng kế hoạch của tổ chức này sẽ có thể giúp tăng số lượng tê giác trắng phương Nam hoang dã trên thế giới lên 15%. Cụ thể, African Park đặt mục tiêu thả về tự nhiên mỗi năm 200 cá thể tê giác trong vòng 10 năm. Tổ chức này đã mua lại số tê giác nói trên từ một chủ sở hữu tư nhân. Người này đã buộc phải bán số tê giác này do chi phí bảo vệ chúng trước các đối tượng săn bắt trộm là quá cao. Nạn săn trộm tê giác để lấy sừng vẫn là một trong những vấn nạn nghiêm trọng tại Nam Phi. Sừng tê giác được sử dụng để làm thuốc và đồ trang sức, đặc biệt phổ biến tại châu Á. Theo số liệu chính phủ Nam Phi, chỉ riêng trong năm ngoái đã có tới 499 cá thể tê giác bị săn trộm, tăng mạnh so với năm trước đó. Bộ Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia thông báo về kế hoạch cho phép nhân viên của bộ được nghỉ vào thứ Sáu, nghĩa là có 3 ngày nghỉ cuối tuần với một số điều kiện cụ thể. Đây là một trong những kế hoạch nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần cho nhân viên. Bộ Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia SOE cũng cho biết 70% thế hệ trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đó là lý do tại sao bộ này khuyến khích sáng kiến làm việc tích cực sau đó nghỉ ngơi. Để được nghỉ thứ Sáu, nhân viên phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định, bao gồm cả số giờ làm việc tối thiểu. Những nhân viên của bộ làm việc 40 giờ trở lên mỗi tuần sẽ đủ điều kiện cho lựa chọn này. Tuy nhiên, SOE nhấn mạnh, mặc dù áp dụng cho nhân viên của Bộ Doanh nghiệp Nhà nước, nhưng chính sách này không nhất thiết phải áp dụng cho tất cả công ty nhà nước. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa công bố báo cáo cho thấy, trong năm 2022, tỷ lệ trẻ em tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, cơ quan này cũng kêu gọi thế giới cần nỗ lực hơn trong vấn đề chăm sóc sức khỏe trẻ em, bởi tiến triển trên chỉ mang tính tạm thời và không đồng đều. Theo báo cáo của UNICEF, trong năm 2022, có 4,9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong, giảm 51% so với năm 2000. Đáng chú ý, các nước đang phát triển như Malawi, Uganda và Mông Cổ, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi tử vong đã giảm tới 75% so với năm 2000. Tiến triển tích cực này đạt được một phần nhờ vai trò quan trọng của các nhân viên y tế khi giúp các sản phụ sinh nở an toàn, tiêm chủng vaccine cũng như tư vấn cách chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, UNICEF cảnh báo,
Bước tiến này có nguy cơ bị đảo chiều nếu không có các nỗ lực để giải quyết các mối đe dọa đối với trẻ sơ sinh nói riêng và sức khỏe của trẻ em nói chung. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.